trời ơi, nhõng nhẽo thôi. Stop it. Mát nè. Cái kéo này là cắt vô tai ra máu nha, cho con biết nghe. Ừ, cắt đi. Khóc về ra má khóc nãy giờ. Đó, đâu có cắt được gì đâu. Đồi đồi. Có bèo ra. Cắt cái gì? Coi chừng vô tay ha. Ừ, đâu cắt được đâu. Chứ ta là ao y. Cắt ra, cắt ở đây nè, cắt gần quá vô tay, cắt đây nè. Dạ đúng rồi. Cắt đâu được đâu, biết cắt đâu, đòi đòi. Nè, nó kêu bỏ phim coi đi kìa. Thẹp mũi kìa. Happy, are you happy? Đội kéo không mà khóc nãy giờ. Happy, happy giờ. Yes or no? Yes. Chừng vô tay anh ơi. Đòi cho bằng được cái kéo, gần tay con Út. Cái tay cắt rồi, cái tay để đây nè, cái kéo ở đây, cái tay đây cũng thôi là cái kéo này cắt vô tay. Chơi chút xíu thôi, ok. Mày trả lại cho ba, ok. Ba làm việc á. Chỉ con cầm anh để kéo đứng lên. Để cho nó cắt gì nó cạo kéo đứng lên, nó cắt đứt đứt nó đứt tay. Nó để gì nó không biết làm nữa, từ đầu nó chán nó bỏ à. Làm được nó bỏ. Chứ để đổi gì là phải đổi bằng được luôn á. Không đưa nó khóc nãy giờ khóc hoài luôn. Cái môi kìa. Nguyên cục môi chè xuống kìa. Ôi ôi. Uống sữa không? Sữa hâm nãy giờ đó chắc nóng rồi đó. Khóc vừa cái chỗ ui. Nhìn cái môi chè ra cả thước luôn. Uống sữa ngủ hả con? Nè. Uống sữa ha, uống sữa không? Đưa kéo cho ba cắt đi. Bắt đầu. Đưa cho mẹ cắt đi, đưa cho mẹ cắt kéo đi. Kéo này chơi hồi chúng á. Không chịu cắt, không chịu cắt, chảy mũi nữa kìa phải không ta? Đó, biểu khóc làm chi? Khóc cái chảy mũi luôn nè. Cười phật hết. Baby khóc sao? Nghe gì hả? Khóc đàng hoàng, baby khóc đàng hoàng rồi. Baby khóc rồi. Nó cái tay để xa ra. Ta để đây nè. Cắt cái đây nè. Đó. Để này rồi cắt đây. Đó. Cũng cắt đứt kìa, ghê chưa? Nhồng dữ ha. Tập chị này đổi gì phải cho bằng được. Làm gì là phải làm cho bằng được. Không làm được khóc hoài. Chuẩn bị bú nha con. Ha. Bị vô tay con. Vô tay, vô tay, vô tay. Để cầm nha. Cắt cho ta là cái sợ rồi mới bớt phớt hết, dám đòi kéo cắt. Kéo để bén á. Ừ, kéo chị xưa đi học nè. À, mâm sữa ngủ hả Út ha? Đi, đưa ba cắt đi. Được, để đây đi, để đây nè, chút ngủ dậy chơi, ok? Bỏ đây nè. Không chịu. Nói nô đi con, nô. Nói đi, nói chuyện đi. Chưa chịu nói chuyện nữa. Lâu nói một câu hai câu vậy thôi. Rồi đưa kéo cho ba cá rồi cho chơi phone chút xíu rồi cho chơi kéo này nguy hiểm quá. Rồi, không có chơi kéo nữa, đưa chơi phone không? You want play phone? Chơi no, phone không? No, thank you. Chơi phone không? No, thấy chưa? No. Không rồi. Chơi cái phone nó